Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sạt lở sau mưa lớn kéo dài tại thành phố Vũng Tàu. Cảnh sát bắt sống tổ ong vò vẽ trong khuôn viên trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đối tượng mua bán trái phép 30 bánh heroin. Đại dịch cái chết đen 700 năm trước đã đóng góp vào sự tiến hóa của hệ miễn dịch con người. Thưa quý vị, mưa lớn và kéo dài từ tối 19 tháng 10 đến trưa qua 20 tháng 10 đã khiến nhiều tuyến đường khu vực tại thành phố Vũng Tàu ngập sâu. Trên các sườn núi nhỏ cũng xảy ra sạt lở. Cơn mưa kéo dài đến sáng qua với lượng mưa đo được tại thành phố Vũng Tàu trên 100mm một giờ, khiến rất nhiều tuyến đường ngập sâu 30-50cm. Đến trưa qua thì đất đá ở một số khu vực núi nhỏ trên đường Trần Phú, phường Thắng Nhì, đường Hạ Long, phường 2 bị sạt lở. Nghiêm trọng nhất là điểm sạt lở số 66 Hạ Long, đất đá từ trên núi theo mưa đổ xuống chắn lối đi, vùi cả xe máy để trên vỉa hè. Lực lượng chức năng đã đặt bảng căng dây cảnh báo, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự cố. Cây xanh về đô thị là ứng trực 24/24. Chúng tôi phối hợp với công ty Busaco là tổ chức lực lượng ứng trực, và Busaco thì có cái phương án là sẽ bố trí công nhân trục vớt rác rồi là khơi thông dòng chảy tại các cái vị trí mà thường xảy ra cái ách tắc của dòng chảy. Còn phía thành phố và các phường xã thì cũng thường xuyên kiểm tra rồi để kịp thời phát hiện và xử lý những cái sự cố. Đến 18 giờ cùng ngày, các điểm sạt lở đã cơ bản được thu dọn. Tuy nhiên thành phố còn khoảng 12 tuyến đường vẫn ngập cục bộ nhưng không ảnh hưởng đến giao thông. Dự báo mưa vẫn tiếp tục kéo dài đến hết ngày hôm nay. Những ngày gần đây do ảnh hưởng của bão số 6, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũng liên tiếp xảy ra những trận mưa lớn cục bộ kéo dài. Mưa lớn cùng với lượng nước từ vùng thượng nguồn đổ về đã gây ngập úng nhiều hecta cây trồng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Ghi nhận tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc vào ngày 20 tháng 10, vẫn còn nhiều hecta thanh long, lúa, hoa màu bị ngập nước. Một số khu vực nhà dân nước vẫn còn ngập sâu trong sân, người dân phải dùng các dụng cụ tát bơm nước ra ngoài. Ngoài ra, mưa lớn còn khiến một số tuyến đường giao thông trong khu vực dân cư bị ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc, toàn huyện có hơn 800 hectare cây trồng các loại bị ngập nước, trong đó lúa bị ngập nhiều nhất với hơn 600 hectare, thống kê sơ bộ tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Tối qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý thành công một tổ ong vò vẽ ngay trong khuôn viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thuộc quận 10. Trước đó, nhận tin báo từ ban quản lý trường Đại học Bách khoa về việc có một tổ ong vò vẽ lớn nằm sát các cửa sổ dãy phòng học đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của sinh viên, ngay trong chiều cùng ngày, phòng BC07 đã điều động tổ cứu hộ cứu nạn với 2 xe cùng 17 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai công tác di dời tổ ong. Qua quan sát, tổ ong có đường kính khoảng 1m, chiều ngang khoảng 60cm, nằm ngay cạnh bồn nước trên tầng 3 tòa nhà B6, ở độ cao khoảng 15m. Lực lượng nhận định buổi tối ong sẽ về tổ nên việc xử lý vào ban đêm sẽ hiệu quả hơn. Đến khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, ngay khi trời vừa chập tối, tổ công tác bắt đầu nâng xe thang, chia làm nhiều mũi tiếp cận, đưa thành công tổ ong xuống đất. Thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá không chỉ là kênh để cơ quan chức năng giám sát hoạt động khai thác hải sản của ngư dân, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho ngư dân. Điển hình như dần thông tin cảnh báo về tình hình thời tiết. Ghi nhận của chương trình. Tàu cá này đã nhiều lần về bờ tránh trú bão an toàn nhờ vào những tin nhắn thông báo tình hình thời tiết được gửi đến thông qua thiết bị giám sát hành trình thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết. Thời điểm bão khẩn cấp thì có thể là 30 phút, 1 tiếng. Nó nhắn tin lên một lần để mình biết được cái hướng bão và cái vị trí của bão và cái hướng bão để mình đánh trú. Ngoài cảnh báo về thiên tai thì thông qua chức năng định vị, thiết bị này còn giúp cảnh báo cho người dân tránh được lỗi vi phạm vùng biển nước ngoài và theo dõi hoạt động đánh bắt, từ đó đưa ra lộ trình khai thác phù hợp, giúp ngư dân tối ưu hóa chi phí cho mỗi lần ra khơi. Một hải lý nữa là chuẩn bị đến cái vạch đấy là sẽ máy đây là cảnh báo là nó tích, là cho mình là biết được là ra đấy là vi phạm, nên bắt buộc mình quay vào. Chẳng hạn là cái vùng nào mà có nhiều cá đó thì mình là nhớ lại hay hoặc là mình ghi chép vào cái sổ cho đến sáng năm hay hoặc là đến cái nhu kỳ đó, cái con cá đó là mình cứ đi khai thác thôi. Không chỉ là thiết bị giúp cơ quan chức năng quản lý hoạt động khai thác hải sản, giờ đây thiết bị giám sát hành trình tàu cá còn trở thành bạn đồng hành của ngư dân, giúp bà con yên tâm bám biển. Tối qua, một cuộc gặp gỡ thân mật
đã diễn ra tại dinh thự Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Khách mời là các nữ nghệ sĩ, hoa hậu, doanh nhân, giảng viên đã có những đóng góp nhất định trong lĩnh vực của họ. Khoảng 30 nữ khách mời tiêu biểu cho thế hệ trẻ trên nhiều lĩnh vực. Trong bài phát biểu của mình, bà Tổng lãnh sự Pháp cho biết rất ấn tượng với sự năng động của phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là vẻ thanh lịch của họ trong tà áo dài truyền thống. Phụ nữ Việt Nam khá thành công trong nhiều lĩnh vực, phụ nữ Pháp cũng vậy. Theo tôi, đó là những điểm chung giữa phụ nữ hai nước. Phụ nữ Việt Nam biết họ muốn những gì và luôn nhìn về phía trước, đó là điều tuyệt vời. Nhân dịp này, cơ quan ngoại giao Pháp cũng giới thiệu 10 nhân vật nữ tiêu biểu của nước Pháp, từ nữ khoa học gia đoạt giải Nobel hóa học, phi hành gia cho tới nữ thủ tướng đương nhiệm, những người truyền cảm hứng cho nữ giới. Được biết, năm 2018, Pháp đã đề ra chiến lược toàn cầu về bình đẳng giới. Một minh chứng sinh động, bà Croce cũng là nữ tổng lãnh sự Pháp đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi xe ô tô 5 chỗ và bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua trên đường DT741, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển xe máy bị kiểm soát 93P2-29285, lưu thông trên đường DT741, hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, người này điều khiển xe với tốc độ cao, bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước. Người đàn ông và xe máy văng ngược trở lại, nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Tối qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy, khiến hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 phút, xe máy biển số 63B427323 do một nam thanh niên điều khiển và xe máy biển số 63R15872 do một phụ nữ điều khiển chở theo bé gái trên xe cùng lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi gần đến cổng khu công nghiệp Tân Hương thì bất ngờ hai phương tiện va chạm vào nhau. Cả hai phương tiện cùng ba người ngã xuống đường, người phụ nữ bị thương khá nặng nên được đội thanh niên tình nguyện tỉnh Tiền Giang sơ cứu ban đầu và đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu. Nam thanh niên thì được phóng viên của chương trình đưa đến trung tâm y tế huyện Châu Thành để theo dõi và điều trị, còn bé gái chỉ bị xây sát. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tối ngày 19 tháng 10, người dân ấp Sóng Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phát hiện hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một ngôi nhà không có người ở. Trong lúc bị truy bắt thì hai đối tượng trên còn manh động quay lại tấn công những người truy đuổi. Công an xã Hồ Thị Kỷ đã kết hợp cùng người dân bắt được một đối tượng cùng tang vật. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Vũ Xuân Tươi, sinh năm 1987, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau. Tươi khai nhận, chiều cùng ngày đã sử dụng mô tô chạy rảo tuyến đường Xuyên Á, phát hiện một ngôi nhà không ai ở nên Tươi tháo dỡ hai bộ cửa sắt, định cùng đồng bọn đem đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện. Sau hơn một giờ được vận động, đối tượng còn lại là Lê Minh Thiện, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, cũng đã đến cơ quan đầu thú. Hiện vụ việc đang được công an huyện Thới Bình tiếp tục điều tra xử lý. Còn tại tỉnh Ninh Thuận, thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng mất trộm phụ kiện trên các trụ điện của đường dây 110 kV. Việc mất trộm các thanh dằn, bu lông chịu lực khiến cho trụ điện có thể gãy đổ và tiềm ẩn nguy cơ làm gián đoạn việc cung cấp điện cũng như là truyền tải điện trên địa bàn của tỉnh. Đây là đường dây 110 kV Tháp Tràm Ninh Thuận 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Trên tuyến hiện có 4 trụ điện cao thế bị kẻ gian tháo trộm hàng chục phụ kiện thiết bị liên kết khiến cho trụ điện có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Thế khi họ tháo như vậy thì gặp trời dông hay là gió thì cấp 6-7 cái này, các cái kết cấu này nó sẽ bị vặn. Mà vặn như vậy thì một cái trụ nhựa nó sẽ kéo theo cả một cái tuyến như vậy, rất nhiều trụ. Từ tháng 3 đến nay đã có 47 trụ điện của các tuyến đường dây 110 kV bị mất cắp phụ kiện với tổng khối lượng lên tới hơn 12,5 tấn, chi phí khắc phục gần 817 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành các cái công tác điều tra, truy xét để mà tìm ra được các cái đối tượng mà có cái hành vi trộm cắp các cái vật liệu liên quan tới hệ thống truyền tải điện này. Ngoài việc phối hợp với lực lượng công an tăng cường kiểm tra giám sát, công ty điện lực tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân không tiêu thụ, thu mua lại vật tư thiết bị điện không rõ nguồn gốc, tránh vi phạm pháp luật. Hôm qua, công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Giàng A Cá, 37 tuổi, trú tại tỉnh Lai Châu để điều tra về hành vi mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 19 tháng 10, tại km 318 quốc lộ 4H thuộc địa phận Bản Hua Bản, xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Nậm Nhùn đã phá thành công chuyên án bắt quả tang Giàng A Cá đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là 30 bánh heroin. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, phát triển xe điện cỡ nhỏ nhằm giảm tác động lên môi trường. Diễu Hành tỏ lòng kính trọng với bức tranh tường về Chúa Kitô 350 năm tuổi. Thưa quý vị, cái chết đen là đại dịch dịch hạch quét qua châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi vào giữa những năm 1300, ước tính đã cướp đi sinh mạng của khoảng 200 triệu người. Theo một nghiên cứu vừa được công bố, thì đại dịch này đã để lại một di sản sinh học vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe của con người sau gần 700 năm. Các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của hàng trăm bộ xương có tuổi đời hàng thế kỷ và phát hiện một số đột biến giúp họ vượt qua được bệnh dịch hạch lúc bấy giờ. Thế nhưng những đột biến này lại khiến con người hiện đại dễ mắc một số bệnh tự miễn như viêm ruột Crohn, viêm khớp dạng thấp và bệnh lupus ban đỏ. Một trong những đột biến đáng chú ý nhất xảy ra ở gen mang tên ERAP2 làm tăng nguy cơ mắc bệnh Crohn. Nghiên cứu của chúng tôi trùng khớp với dữ liệu của rất nhiều cuộc nghiên cứu khác về mối quan hệ giữa gen này và bệnh Crohn. Khác với bệnh dịch hạch, COVID-19 được cho là không thể tạo ra sự thay đổi trong hệ miễn dịch con người vài trăm năm tới. Cái chết đen đã khiến 30-50% dân số châu Âu tử vong. Đó là một thảm họa quy mô lớn. COVID-19 không tới mức như vậy. Điều này cho thấy sự khác biệt rất lớn. Theo nhóm nghiên cứu, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng cái chết đen đã đóng góp vào sự tiến hóa của hệ miễn dịch con người. Không chỉ trên trái đất mà ngoài không gian, cũng cần được dọn dẹp rác thải. Công ty Clearspace có trụ sở tại Vương quốc Anh đang hướng tới việc trở thành đơn vị đầu tiên dọn dẹp rác thải ngoài không gian, bắt đầu với nhiệm vụ loại bỏ hai mảnh vỡ lớn. Công nghệ của Clearspace sử dụng một vệ tinh có thể điều khiển, được trang bị một cánh tay khổng lồ. Sau khi gắp được mục tiêu, thiết bị sẽ thả mảnh vỡ xuống quỹ đạo thấp hơn để nó tự cháy trong khí quyển. Hãy nghĩ về một chiếc xe hơi, nếu bị hư hoặc hết nhiên liệu, bạn có thể sửa nó hoặc đi đổ xăng. Tuy nhiên, ngoài không gian, chúng ta không thể làm được như vậy. Vệ tinh là thứ chỉ sử dụng một lần, sau đó sẽ bị loại bỏ ngoài không gian. Nếu cứ để như vậy, các mảnh vỡ sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động không gian trong tương lai. Clearspace là đối tác dẫn đầu nhiệm vụ loại bỏ rác thải của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA trên quỹ đạo, dự kiến bắt đầu thực hiện vào 3-4 năm tới. Theo một thống kê, hơn một nửa trong số 10.000 vệ tinh được phóng từ năm 1957 đã không còn hoạt động. Nhiều quốc gia tận dụng những vệ tinh này để tiến hành các vụ thử tên lửa, từ đó tạo thành rác thải không gian có nguy cơ va chạm với các vệ tinh đang hoạt động hoặc tàu vũ trụ. Xe điện tuy không thải khí như xe xăng nhưng vẫn phần nào gây ảnh hưởng đến môi trường. Một công ty khởi nghiệp tại Pháp đang phát triển kiểu xe điện có thiết kế gọn nhẹ nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm tác động lên môi trường. Công ty Gazentech ở gần Bordeaux đã phát triển một công nghệ riêng dùng vật liệu composite và sợi thủy tinh để làm thân xe siêu nhẹ. Họ tập trung vào làm thân xe nhẹ hơn dựa trên quan sát rằng 3/4 năng lượng tiêu thụ trên xe ô tô là dành cho trọng lượng xe. Xe cần phải nhẹ để bớt tiêu thụ năng lượng cũng như phải đảm bảo các yêu cầu về tiện nghi và an toàn. Công nghệ của chúng tôi đáp ứng những yêu cầu đó. Xe sử dụng hệ thống pin trữ điện công suất 20 kWh, có thể đi liên tục 180 km. Hiện nay, hầu hết xe chạy điện ở châu Âu có giá khoảng 35.000 euro, tức hơn 800 triệu đồng. Xe của Gazentech có giá bằng khoảng một nửa và có thể giảm hơn nữa nếu được sản xuất với số lượng lớn. Gazentech dự kiến sẽ tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2024. Một trong những cuộc diễu hành lớn nhất châu Mỹ đã diễn ra tại thủ đô Lima của Peru vào hôm qua. Hàng chục ngàn tín đồ trong trang phục áo choàng tím đã tham gia vào một thánh lễ nhằm bày tỏ lòng tôn kính với một tác phẩm cổ xưa có tên Chúa của Phép Màu. Bức tranh tường 350 tuổi của Chúa Kitô tại Peru này là tâm điểm của sự kiện. Tranh được một nô lệ Angola vẽ. Điều kỳ diệu là tác phẩm không bị hư hại sau khi một trận động đất phá hủy toàn bộ nhà thờ hồi năm 1687. Bức tranh tường sau đó đã trở thành biểu tượng bảo hộ đối với nhiều người. Ngài đã ban cho tôi nhiều phép lạ, nhờ đó mà tôi đang sống một cuộc đời mạnh khỏe.
Tôi rất xúc động khi đón nhận tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, bảo vệ chúng ta qua đại dịch Covid-19, để chúng ta có thể tiếp tục sống, được sống cùng với gia đình mình. Trở lại sau 2 năm đại dịch, sự kiện thu hút đông đảo người dân tại Peru và khu vực Mỹ Latin tham gia. Nhu cầu hoa cúc vàng thọ ở Mexico đang tăng nhanh khi mà nhiều người tất bật chuẩn bị cho ngày của người chết. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất của quốc gia Nam Mỹ này. Cristobal Garcia là một trong những người trồng hoa ở vùng Ho Chi Minh, thủ đô Mexico City. Ông Garcia cho biết dù giá phân bón và chậu cây tăng ảnh hưởng đến vụ mùa năm nay, nhưng ông dự kiến doanh số bán hàng cao. Vào dịp này, người ta mua hoa để trang trí nhà cửa và bàn thờ, khiến nhu cầu tăng mạnh. Ở Mexico, cúc vạn thọ còn được gọi là hoa của người chết. Tổ tiên của chúng tôi đã trồng cúc vạn thọ. Màu sắc và mùi thơm của loài hoa này có thể khiến người chết trở lại thăm chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ bán được nhiều. Mọi năm người ta thường mua ít nhất 1 hoặc 2 chậu hoa. Năm nay, ngày của người chết sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến 2 tháng 11. Người dân Mexico thường hay đốt nhang và nến trước bàn thờ của người chết. Họ trang trí nhiều đồ vật và hóa trang để tưởng nhớ người đã khuất. Những ngày này, mùa thu đã bắt đầu gõ cửa Canada. Đây là thời điểm cây phong dần thay lá, chuyển mình sang màu vàng, đỏ rực rỡ. Với những ai say mê cảnh đẹp của thiên nhiên vào mùa thu thì chắc chắn không thể bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng thiên đường lá phong ở Canada từ trên cao. Hàng ngàn du khách đổ xô đến khu trượt tuyết Mont Orford thuộc tỉnh Quebec để được ngắm nhìn cả màu sắc phong phú của những cây phong tại đây. Các tuyến cáp treo hoạt động liên tục trong ngày để đưa du khách lên cao, ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh. Xung quanh chúng tôi đều là thiên nhiên tuyệt đẹp. Từ trên cao tôi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan đầy màu sắc rực rỡ này, thật sự rất đẹp. Mùa thu là mùa mà tôi yêu thích nhất sau mùa xuân. Thời tiết, màu sắc, không khí của mùa thu khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Thời gian này trên khắp Canada, những con đường như được nhuộm màu đỏ cam đầy rực rỡ. Vẻ đẹp đặc trưng này của xứ sở lá phong đã thu hút rất nhiều khách du lịch đến đây vào mùa thu để tham quan thưởng ngoạn. Thông tin vừa rồi xin khép lại chương trình 60 giây sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18:30 trên cả hai kênh HTV7 và HTV9. Chương trình chắc chắn sẽ mang lại cho quý vị nhiều thông tin cập nhật mới nhất. Còn bây giờ, xin chúc quý vị một ngày làm việc mới tràn đầy năng lượng và xin kính chào tạm biệt.